Ngọc Quỳnh trân trọng kính chào quý khán thính giả của đài CBN đang theo dõi chương trình tin tức cập nhật buổi tối trên băng tần 14.5. Và kính thưa quý vị, tối thứ năm ngày 9 tháng 4 hôm nay sẽ có những bản tin chính như sau. Brazil sẽ tự sản xuất hydroxychloroquine để chữa COVID-19. Senegal nghiên cứu tự chế tạo máy thở. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ vượt quá 6 triệu chỉ trong 2 tuần liền. Diễn biến dịch bệnh viêm phổi COVID-19 tại Việt Nam.